Cũng vào mới đây, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hai điệp viên Nga và hai tên tặc trong vụ ăn cắp 500 triệu tài khoản Yahoo vào năm 2014. Tại buổi họp báo vừa qua, đại diện Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nội dung của ít nhất 30 triệu tài khoản đã bị đột nhập như một phần của chiến dịch nội dung rác và có ít nhất 18 người là những người sử dụng dịch vụ mạng của các nhà phân phối mạng khác như Google cũng trở thành nạn nhân của chiến dịch này. Báo cáo cho biết, hai nhân viên của Cục An ninh Liên bang của Nga FPSB chính là hai điệp viên trong danh sách này. Alexei Belan là tên tội phạm tinh tặc bị truy nã nhiều nhất trên thế giới. Kẻ thứ hai là Karim Balatov, sinh ra tại Kazakhstan nhưng lại mang quốc tịch Canada và tên này đã bị bắt tại Canada vào ngày 14 tháng 3. Belan đã bị bắt tại châu Âu vào năm 2013, song hắn lại trốn thoát được sang Nga trước khi hắn bị đưa sang Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những tin tội phạm trong danh sách này không liên quan đến vụ tấn công email trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Bài cáo trạng đưa ra đề cập đến các tội sau, gián điệp, gián điệp kinh tế, gián lận và lạm dụng hệ thống máy tính, trộm và giao dịch các bí mật, âm mưu truy cập các thiết bị. Việc thực hiện làm gián điệp tấn công mạng này đã bắt đầu vào năm 2014. Việc này cho phép Bài Lan sử dụng mối quan hệ với các cơ quan gián điệp của Nga và xâm nhập vào mạng lưới của Yahoo để bắt đầu quá trình phạm các tội ác tài chính. Sau vụ tấn công mạng lần này, công ty Yahoo đã bị rơi ra khỏi cuộc cạnh tranh với hai đối thủ là Alphabet Income của Google và tập đoàn Facebook. Cuối cùng, Yahoo đồng ý bán lại cho công ty Verizon với giá 4,83 tỷ đô la Mỹ.